kính chào tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Quỳnh Trúc mua bán đồ xưa cổ. Hôm nay thì em lên một số cái món đồ dây chai đây ha. Số điện thoại liên hệ với em là 0944979696. Em Quỳnh Trúc ở Thanh Bình, Đồng Tháp, và đó cũng là số Zalo của em luôn nha. Kênh của em mỗi khi có clip mới sẽ được phát vào lúc 8 giờ sáng, và khách mới thì vui lòng cọc cho bên em 200.000 em sẽ gửi hàng cho mình. Đầu tiên em có 3 cái gạt tàn thuốc. Đây là một cái con chó sói ha. Chiều dài là 17, chiều cao là 12 cm, tình trạng của nó lành. Nó vô cùng một mẫu vậy luôn, tình trạng đều lành hết. Đây là những cái món hàng tồn kho á. Có 3 cái ha. Lành. Em giao lưu 3 cái gạt tàn thuốc này với giá là 550.000. Cho 3 cái ha. Màu sắc thì cũng còn khá là đẹp. Đây là một cái nhạo cao là 14 cm, nhạo Đà Lạt, mai cài thọ. Cao là 14. Tình trạng là lành, nắp cơm lê với thân. Em giao lưu cái nhạo lành này với giá là 700. Tiếp theo đây là một cái ống vôi in tích là Trúc Lâm Thất Thiền, gốm Nhật chữ xưa 70-80 năm. Trúc Lâm Thất Thiền in hai mặt, chiều cao là 5 và đường kính miệng là 4.5. Ở trên cái vành, cái miệng của cái bình vôi này thì sẽ được làm gì nè. Đây là ghiên của nó vậy luôn á, kiểu dáng của nó vậy. Có cái cây mà mình tiêm vôi đó, mình sẽ để trong này. Em giao lưu với giá là 450.000, tình trạng của cái ống vôi này nó lành. Đây là một cái chung gốm tàu. Gốm tàu dựng cổ trên 100 năm vẽ sơn thủy. Đường kính miệng là 5, chiều cao là 4 cm. Tình trạng của cái chung này thì em thấy nó có vẫy hạt mè chỗ này một điểm nè. Tóc ở đây một đường. Tóc một đường. Và nó lát nhẹ chỗ này chút xíu nữa. Vẽ sơn thủy nè. Em giao lưu cái này với giá là 350.000 thôi, cho cái chung gốm tàu này. Đây là một cái tô gốm tàu chuẩn cổ có tích là Lã Vọng. Ông Khương Tử Nha ngồi câu cá dưới ánh trăng nè. Và cái này thì vẽ em thấy cũng khá là đẹp. Hàng kiểu nha. Phía sau đây có bài thơ. Hiệu đề là Ngoạn Ngọc. Trung cốt em bao đồ già chuẩn cho cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Đường kính miệng là 16 cm, tình trạng thì sẽ có 4 cái tóc. 4 cái đường tóc và 2 cái điểm vẫy nhẹ. Đây vẫy nhẹ xíu xíu. Chỗ này xíu nữa như cái hạt đậu thôi. 4 đường tóc. Em giao lưu cái tô này với giá là 3,2 triệu. Tô Lã Vọng gốm tàu chuẩn cổ, hàng cái kiểu, hiệu đề là Ngoạn Ngọc. Đây là hai cái đèn dầu năm bộ xưa có chân nhôm. Hai cái đèn dầu năm bộ chuẩn xưa. Chiều cao là 30 cm tới ống khói. Loại có chân nhôm. Bầu lành, thủy tinh xưa, tim họng hoạt động tốt. Những cái cây đèn này phù hợp để mà mình đốt ở trên cái bàn thờ ha. Đây, tim họng đều hoạt động tốt hết. Em giao lưu hai cái đèn dầu này với giá là 700.000, tình trạng lành. Đây là ba cái dĩa tặng gốm tàu. Gốm tàu cúc, đường kính là 14 cm. Vẽ tay hết. Gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Cái này nó có gạn men nhẹ xíu nghịch chỗ này nè. Phía trong thì em thấy mờ lắm. Cái này nó có gạn men ở đây một điểm. Ba cái dĩa gốm tàu cúc này vẻ đẹp, tình trạng của cái dĩa này nó lành. Em giao lưu ba cái dĩa này với giá là 350.000. Tiếp theo đây em có 10 cái chung gốm Nhật chuẩn xưa.
chung này là có đường kính to, con rồng đường kính to nha, đường kính miệng là 6.5, đường kính miệng là 6.5 và chiều cao là 4.5 cm, vô cùng một mẫu là con rồng gì hết. Tình trạng của 10 cái chung này nó lành. Rất là VIP luôn. Cô chú anh chị em mình nếu mà mình thích thì mình hãy sưu tầm ha. Tại vì những cái chung này thì thường thường thì nó khó kiếm lắm. Đặc biệt là những cái chung lành lại càng rất là hiếm luôn. Đây thì em được có 10 cái thôi. Lành đẹp hết trơn luôn. Lành tích, không có một cái vết găng hay là không có một cái vết xước gì luôn nha. Rất là đẹp. Vô cùng một mẫu và vô cùng một đường kính to luôn. Em giao lưu 10 cái chung con rồng này với giá là 7 triệu. Tiếp theo đây là một cái chung cũng là dòng gấm Nhật luôn. Và anh tích là Bát Tiên. Đường kính miệng là 4.5. Mỏng và thấu quang. Chung Bát Tiên đường kính này loại nhỏ nhưng mà được con cái là nó hiếm cái tích Bát Tiên này dữ lắm. Tình trạng là có tóc ở đây một đường nè. Và bên này tóc một đường. Trên vành thì nó có bị lá cái vành ngay chỗ này một điểm. Còn lại thì lành, em giao lưu với giá là 150 thôi cho cái chung Bát Tiên này. Đây là hai cái muỗng gốm tàu. Hai cái muỗng để múc canh. Dài là 14.5, chiều ngang của cái muỗng này là 7 cm nè, gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Có bị lát cái vành nhẹ nè. Ở đây thì lát nhẹ xíu trên cái vành ngay chỗ này. Em cho lưu hai cái muỗng này với giá là 450 nha. Gốm tàu mấy cái muỗng to này ít gặp lắm. Rồi đây là một cái dĩa gốm tàu. Vẽ tích là Phượng Thư. Dĩa này có đường kính là 13.5, loại này cũng to đó. Đây, chôn cốt em bao đồ chuẩn cổ cho cô chú anh chị em mình sưu tầm. Chàm xanh, vẽ cũng khá là đẹp. Tình trạng thì nó sẽ có tóc ở đây một đường, găng nhẹ một đường, bên này ngắn và mờ khó thấy. Còn lại thì lành đẹp hết trơn luôn. Đã viền đồng sẵn rồi, cô chú anh chị em mua về là mình sưu tầm về mình chơi thôi. Em giao lưu với giá là 1,5 triệu cho cái dĩa Phượng Thư này. Đây em có 4 cái dĩa ha. 3 cái dĩa Tam Hộ. 1 cái dĩa Mai Ấn, gốm tàu chuẩn cổ trên 100 năm. Dĩa này đường kính là 16.5. Có bị xước vành nhẹ 2 điểm nè. Và nó bị nẻ lò ngay chỗ này một đường. Mai Ấn. Dĩa Tam Hộ này tình trạng của nó lành nhưng mà nó hơi vên. Cái vành nó hơi vên nè. Đường kính là 14. Dĩa này nó có bị âm men đây một đường. Đây là những cái món đồ ngang rất là dễ sưu tầm và dễ tư duy. Đường kính là 14 nhưng mà vẻ đẹp. Có con chim luôn nè. Tình trạng của nó lành nhưng mà nó hơi vên cái vành. Em giao lưu với giá là 650 ngàn cho 4 cái dĩa này. Đây là tiền xưa, có 5 tờ, loại 100 đồng, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tình trạng là lành. Em giao lưu 5 cái tờ tiền này với giá là 450 ngàn. Đây là 6 tờ tiền, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 1.000 đồng, có hình con voi. Và hình con cọp loại 500 đồng 2 tờ, 50 đồng 2 tờ, tình trạng là lành đẹp hết. Bên này có hình con ngựa, Dinh Độc Lập, tình trạng là lành và chuẩn xưa. Em giao lưu 550 cho 6 cái tờ tiền này. Nó có 3 mẫu. Đây là 10 cái tờ tiền 500 đồng, tình trạng là lành. 5 tờ này loại 500 đồng, 5 tờ loại 1.000 đồng, lành và chuẩn xưa. Em giao lưu với giá là 400 ngàn cho 10 tờ tiền này. Rồi tiếp theo đây là một cái dĩa to, lái thiêu vẽ chim hoa,
và cái đường kính của nó là 31.5 cm, loại rất là to luôn và rất là hiếm gặp những cái dĩa to như thế này, hàng gốm lấy thời xưa. Những cái dĩa này là những cái dĩa đựng trái cây ngày xưa đó. Vành đây có lát cái vành nhẹ chỗ này và nó có găng men xuống, bên này thì cũng có lát nhẹ bên này và găng men xuống nè, găng men ở chỗ này tí xíu xíu và lát nhẹ ngay chỗ này. Nhưng mà được có cái đường kính rất là to, rất là hiếm những cái dĩa lớn như vậy. Em giao lưu với giá là 1,5 triệu cho cái dĩa gốm lá thiêu này. Đây là 4 cái muỗng con gồng hàng gốm Nhật chuẩn xưa, dài là 14 cm, 5 cái muỗng, 5 cái muỗng dài là 14 cm con gồng, 2 cái cổ lầu tình trạng là lành chuẩn xưa. 5 cái muỗng này em giao lưu với giá là 750 ngàn. Đây là một cái nhạo lá thiêu, nhạo lá thiêu dáng rất là sang và đẹp. Quai nè, đây là quai ghiên hết, tình trạng là lành chuẩn xưa, cao là 13.5. nắp này là nắp lai cái nắp của gốm Nhật cốt xứ, rồi với lại là cái quai làm rất là khéo, vẻ đẹp, cốt lại già nữa. Em giao lưu với giá là 800 ngàn cho cái nhạo lai nắp này. Rồi đây là một cái bức tranh sơn dầu xưa và vẽ vàng rất là đẹp nè. Cái nhũ vàng nó còn ánh lên cái màu rất là sang và đẹp. Chim chỉ hai con và hoa tứ quý. Đường kính là 20 x 30 cm. Trên cái gốc này em thấy là có tình trạng là hơi bị sờn cái gốc do thời gian. Đây là gỗ nguyên tấm, cái này là vẫn còn ghiên luôn nè, móc treo. Em giao lưu với giá là 350 ngàn cho bức tranh này. Đây là một cái hố con gà gốm lá thiêu màu rất là đẹp, còn rất là đẹp luôn, từ cái chàm màu, cái nét vẽ cho đến là nắp cơm lê với thân luôn. Đường kính miệng là 17, chiều cao là 18. Có bị xước nhẹ cái men ở chỗ này nè. Cái men thì nó lát nhẹ thôi, cũng không có đáng kể lắm đâu, không phải là bị mẻ vô dông cái cốt mà là chỉ bị xước cái men thôi. Chà màu còn rất là đẹp nè, lành và chuẩn xưa. Em giao lưu với giá là 750 cho cái thố này. Rồi đây là hai con tôm cốt xứ nha, hai con tôm cốt xứ. Có thể là tôm Sài Gòn, cũng có thể là cái hàng nó cao cấp hơn. Chiều dài là 22 cm, một cái con này thì nó lành nè. Con tôm bên này nó bị mẻ, là một con tôm cút xứ nó rất là hiếm nha. Mẻ và tóc nè. Hai con tôm này nó vô cùng một cặp, em giao lưu với giá là 400 ngàn, em không có bao phí ship nha. Tiếp theo đây là ba cái tô con gà gốm lá thiêu màu, đường kính là 20.5. Những cái tô con gà màu này đường kính lớn như thế này phải nói là cực kỳ là hiếm luôn. Chàm màu còn rất là đẹp nè. Phía sau có minh văn, có lát nhẹ trên cái vành một điểm. Đường kính to lớn, cái này nó lành. Cái này nó có lành luôn, nó gà lành, nó không phải bị gà, không phải bị tóc. Nó gà men cho đồ nó già. Ba cái tô này em giao lưu với giá là 1,1 triệu cho ba cái tô con gà này. Tiếp theo đây là một cái miếng gỗ nguyên khối và cái người thợ người ta làm chạm đây là lộng lên một con sư tử đứng trên một cái bệ cây hay là cục đá gì đó. Cao là 21, chiều ngang là 14, gỗ nguyên khối chuẩn xưa, lành lặn hết trơn luôn. Em giao lưu với giá là 550 ngàn cho cái miếng gỗ này. Tiếp theo đây là em có bốn cái bình ton xưa, bốn cái bình ton xưa, bình ton này để đựng nước ngày xưa, tình trạng là lành và còn rất là tốt, không có bị nắp đồ này kia thì dặn ra rất là dễ luôn, không bị lủng. Chiều cao là 20 cm ha,
Ở đây thì có cái đóng chữ là Tổng cục Hậu cần công ty 26. Còn ở bên này thì để chỉ đựng nước uống, tránh ngọn lửa và lò vi sóng, quất chanh nhựa Tân Phú. Bốn cái bình ton này em giao lưu với giá là 400.000. Tiếp theo đây là một cái nhạo gốm Nhật chuẩn xưa. Nhạo này to ha, có bầu tròn, cao là 15, mai kè thọ, tình trạng là lành nắp cơm lê với thân, rất là mỏng luôn, in rất là đẹp, chàm rất là tươi. Mai kè thọ, gốm Nhật chuẩn xưa, tình trạng lành, cao là 15, quai và dòi đều có in hoa hết. Em giao lưu với giá 1.400.000 cho cái nhạo này. Tiếp theo đây là một cái sông tâm, một cái sông tâm mà gốm Nhật nha, rất là độc, và trên này được vẽ tay hoàn toàn hết. Phía sau đây thì có sẽ có 6 cái dòng thơ, trên cổ này cũng có 4 cái dòng thơ luôn. Một cái sông tâm rất là cực kỳ là hiếm, đó giờ em mới gặp cái đầu tiên, chưa thấy cái thứ hai nha. Vẽ như đồ tàu luôn. Sông tâm gốm Nhật vẽ như đồ tàu luôn, cực kỳ là hiếm nha. Thường thường thì sông tâm thì đôi khi là mình thấy là gốm tàu thì đã là hiếm rồi, nhưng mà đây là cái một cái sông tâm gốm Nhật, lần đầu tiên em cũng được sở hữu một cái sông tâm gốm Nhật luôn á, và mới được thấy cái thứ đầu tiên thôi, chưa có được chưa có thấy cái đó, chưa thấy cái nào thứ hai hết. Rất là đẹp nha, và hiếm nữa. Tình trạng thì chỉ có lát nhẹ trên cái đế đây, hai điểm nhẹ thôi, lát trên đế hai điểm nhẹ, không có vấn đề gì lớn. Đây, vẽ như đồ tàu luôn á, cực kỳ là đẹp, cao là 32.5. em giao lưu cái sông tâm này với giá là 5.500.000 nha, chỉ lát nhẹ dưới đế tí xíu thôi, còn lại thì lành đẹp hết. Vẽ nè, cực kỳ là xuất sắc luôn á. Khá là đẹp. Tiếp theo đây là một cái đồng hồ lắc xưa của Pháp. Cái đồng hồ này của em nó có 10 gông và 11 búa. Chiều dài là, chiều cao là 60, ngang là 42 và chiều rộng của nó là 15 cm. Đây là một cái con đồng hồ Vedet của Pháp và chuẩn zin hết trơn luôn, từ cái thùng bên ngoài cho đến là cái máy phía bên trong. Giao diện bên ngoài bằng gỗ chuẩn xưa và lành. Mở cái mặt số ra, mình sẽ thấy cái mặt số phía bên trong nè. Ở trên cái thùng đây thì sẽ có đóng cái mạc nè. Mạc này là mạc xưa kèm theo đi theo cái thùng nha. Đây mạc phía trong. Đây mặt số viết, có đóng chữ Madin Rangsi ở đây. Máy đóng luôn. Máy phía trong cũng có đóng Rangsi luôn nha. 15 phút sẽ điểm một đoạn nhạc, nửa tiếng điểm hai đoạn nhạc, 45 phút điểm ba đoạn nhạc. Và đúng giờ sẽ đánh hai bản nhạc và sẽ điểm giờ. Đồng hồ này hoạt động rất là mạnh mẽ, tốt và chuẩn zin hết trơn toàn bộ luôn, rất là đáng sưu tầm. Em giao lưu với cô chú anh chị em một cái đồng hồ này với giá là 10.500.000 cho cái đồng hồ chuẩn zin xưa hết, máy có đóng chữ Madin Rangsi luôn, hàng lành nguyên hết trơn, rất là đẹp. Rồi tiếp theo đây em có một cái lục giác gốm Nhật nha. Lục giác gốm Nhật chuẩn xưa. In ở trên này sơn thủy tứ dân, chiều cao là 32.5 cm. Chàm in khá là xanh đẹp. Đó. Khá là đẹp ha. Cái lục giác này của em thì tình trạng nó chỉ có gạn men do đồ già thôi. Đây chân chim. Gạn men với đế chân chim do đồ nó già. Nó gạn ở đây, nó âm men ở đây một đường nè. Và là chút xíu xíu ngay chỗ này. Đây, gân ở đây. Đây là những cái đường gạn men do đồ của nó già, nó xé men. Khi mà mình về mình chân nước thoải mái, nó sẽ không có ảnh hưởng gì người lớn đến cái vấn đề là chảy nước hay định nước đâu. Cho nên mình cứ yên tâm nha. Em giao lưu cái lục giác này với giá là 1.700.000, gốm Nhật chuẩn xưa. Tiếp theo đây em có một cái bình lái thiêu vẽ tùng cò. Này cô chú anh chị em mình xem cái bình lái thiêu này của em vẽ tùng cò ha. Phía sau vẽ bụi lan. Dáng bầu tròn đẹp, men bóng chàm khỏe. Chiều cao là 38 cm. Tình trạng của cái bình hoa này thì em thấy già nha.
nó bị âm, nó bị xe, nó bị gạn mang nhẹ ở chỗ này, và cái vành ở đây thì nó có bị xước nhẹ cái vành, cũng không đáng kể lắm ha, nhưng mà con cái là phía trong xe tay cốt già lắm. Em giao lưu với giá là 1,6 triệu cho cái bình lá thiêu này. Đây là một cái khai gỗ, gỗ gõ chuẩn xưa, khai gỗ gõ chuẩn xưa, lành nguyên hết trơn luôn, rất là cứng cáp. Đường kính là 18.5 vuông, chiều cao là 9 cm. Em giao lưu cái này 500.000 thôi cho cái khai này. Rồi tiếp theo đem lên vài cái cây cân giá bằng đồng chuẩn xưa ha. Đợt này em có mấy cân giá này quá đẹp luôn. Đây là cái loại cân 18 kg, có ngày 22 tháng 4 năm 1983. Tình trạng của nó lành chuẩn xưa và toàn bộ những cái chi tiết ở đây đều là bằng đồng hết trơn luôn, rất là dày nặng. Em giao lưu cái cân giá này với giá là 1 triệu thôi. Và đây là cái cân loại 17 kg nè, giao diện bên ngoài cũng còn rất là đẹp luôn, cái màu thời gian của nó vậy. Có ngày 5 tháng 11 năm 1985 nè, toàn bộ là bằng đồng hết và lành, rất là đẹp ha, màu thời gian của nó còn rất là đẹp. Em giao lưu với giá 1 triệu cho cái cân này. Rồi tiếp theo đây em có một cái bình gốm, gốm Sài Gòn xưa, gốm Sài Gòn xưa khoảng tầm 70 cho đến 80 năm. Chiều cao của bình này tới 51 cm, ăn loại to. Thì ngày xưa người ta làm tay cho nên là những cái bình to nó cực kỳ là hiếm. Cao là 51 là đã là cao lớn rồi đó. Ở trên này vẽ tích sơn thủy và cái men bóng rất là bóng và vẽ rất là đẹp luôn, cái chàm xanh mướt hết trơn. Tình trạng trên vành đây có thẩm mỹ, thẩm mỹ vành ha, từ đây thẩm mỹ dòng qua bên này. Cốt rất là bóng khỏe luôn, cốt bán sứ, còn lại thì lành đẹp hết trơn luôn. Em giao lưu cái bình này với giá là 5,5 triệu cho cái bình dòng gốm Sài Gòn. Tiếp theo đây là một cái bình gốm Biên Hòa, có trên này có cái tích là Phúc Lộc Tị, Phúc Lộc Thọ, Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Chiều cao là 43.5 cm, rất là già. Bình này cái dáng nó khá là tròn đều với nhau và đẹp. Trên cổ này cũng có chữ Phúc Lộc Thọ luôn. Và ba ông Phúc Lộc Thọ này đều có mặc những cái áo mão, và nó có những cái điều rất là hiếm gặp nè. Thứ nhất là có phủ men, và thứ hai là sẽ có những cái chi tiết hoa văn con rồng ở trên cái áo của ông Lộc. Ông Thọ thì sẽ có mặc áo có chữ Thọ và được phủ men áo luôn nè. Và đây là ông Phúc, thì ông Phúc này cũng có đội mũ và mặc áo chữ Phúc luôn. Em đưa gần lại cho mình thấy được cái nét đẹp của cái bình gốm này. Không phải dễ kiếm những cái bình gốm mà có mặc áo phủ men như thế này và có những cái hoa văn con rồng đâu. Đây là một cái bình Trần Minh Đạo. Trần Minh Đạo là một trong những cái lò gốm đầu tiên của dòng gốm Biên Hòa xưa đó. Rất là già đồ. Ở đây thì nó lõi lò nha. Đây là một cái đường lõi lò do lò của người ta làm. Bình này của em nó tình trạng nó lành đẹp hết trơn luôn. Và rất là đáng sưu tầm. Em giao lưu với giá là 1,9 triệu cho cái bình Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Rồi đây là một cái bộ lư sông Trầm, chiều cao là 27 cm. Đây là một cái bộ lư mini để mà mình có thể trưng thờ những cái nơi mà nhỏ nhỏ của mình, như là bàn thờ ông địa rồi này kia đó. Tình trạng là lành đẹp hết trơn luôn và chuẩn xưa. Cả bộ này nó nặng là 2,5 kg. Đây, cả bộ nặng 2,5 kg, chuẩn xưa nha, hết trơn. Lành nguyên hết. Em giao lưu bộ này với giá là 1,8 triệu cho cả bộ lư sông Trầm này. Tiếp theo đây em có một cái bộ ấm trà gia lương dòng gốm lá thiêu xưa, nó sẽ có gồm có là một ấm, một dĩa, sáu chung và một gạt tàn thuốc hình hai con chim như vậy. Tình trạng là lành. Chung này nó có đường kính miệng là 6.5, chiều cao của chung là 4.5. Em giao lưu bộ ấm này với giá là 450.000. Tiếp theo đây em có là 10 cái dĩa
đường kính là 11 cm, nó có một cái xước và chín cái lành. Đây là dòng gốm là sông bé xưa, đây nè, lát nè, lát nè ha, dòng gốm sông bé xưa vẽ hoa đào, có cái chàm màu xanh đẹp quá. Đây đây là dĩa chuyển xưa nha, em giao lưu với giá 150.000 cho 10 cái dĩa này. Tiếp theo đây là tô đường kính là 14 cm, sông bé vẽ hoa đào, đường kính là 14, em giao lưu với giá là 250.000 cho 10 cái tô này, 250.000 cho 10 cái tô hoa đào này. Đây là những cái tô chuẩn xưa ha, đường kính của nó là 14, lành hết. Đây là 10 cái tô, cũng là tô vẽ hoa đào dòng gốm sông bé xưa luôn, đường kính là 21 cm, loại rất là to, tình trạng của nó lành. Em giao lưu 10 cái tô này với giá là 400.000 cho 10 cái tô to này. Tiếp theo là 10 cái dĩa gốm Nhật cốt xứ, đường kính là 13 cm. Đây là cái mẫu sơn thủy, vừa in vừa vẽ. Em giao lưu với giá là 500.000 cho 10 cái dĩa này, loại lành hết trơn luôn á, cốt xứ. Được rồi. Đó đi. 13 cm. Rồi tiếp theo đây em có một cái bình hoa giáng thống. Ở trên này có tích là long phụng hòa minh với cái chàm màu đen đã được phủ men. Chiều cao là 28.5 cm nha. Đây, long phụng hòa minh, một con rồng và một cái con chim phụng. Có mộc đô na Việt Nam xưa. Đây, trên vành đây nó có một cái điểm là nẻ lò. Đây, nẻ lò rất là nhẹ, không có đáng kể đâu. Còn lại thì lành đẹp hết. Em giao lưu với giá là 950 cho cái bình hoa này. Rồi, hôm nay em có một số món như thôi ha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của anh em.